trên miền đó thời bác đi săn đáy địa nước kẻ và lớn. Ôi bự gì luôn không ta? Ừ, anh đẻ con anh dắt như vậy, có bông con anh còn nhỏ đỏ như son tàu, anh táp thanh lắm. Mình ngồi đây anh táp ngoài tiệm mấy con nghe bóc bóc bị mỏ anh nhọn đó. Chào Quỳnh Tân, kính chào quý bà bác anh chị em. Thì hôm nay chở xuống nhà ông Tư, hay được mọi người gọi với tên là ông Tư Đền, chuyên trị căn bệnh rắn cắn, có cắn, bệnh trĩ, viêm son. Thì nếu cô bác là chẳng may bị những căn bệnh nói trên cũng có thể tìm với nhà ông Tư tại xã Núi Voi, tỉnh Biên An Giang. Nhà ông Tư cách chợ Voi là 800m luôn ạ. Nay xuống gặp ông Tư để nhờ ông Tư chia sẻ về những câu chuyện xưa tích cũ cho cả nhà mình cùng được nghe trong buổi sáng hôm nay nha. Mới xuống từ rồi, mới xuống năm. Trên Lâm Đồng mấy ngày nay, bữa đó có anh kia điện Lâm Đồng, giờ có mưa lắm, tôi định đi chưa không? Đây chỉ lần mưa ầm ầm đến ở đây không mưa. Rồi hôm qua không tôi? Ờ, Lâm Đồng mưa lắm. Lâm Đồng mấy ngày nay mưa nhiều rồi, trên mưa nhiều. Mình đây kiếm hộ không ra. Con tính nội cái huyện này bao nhiêu ủy ban xã rồi. Ông trời tỉnh cũng vậy. Cũng xả nước. Xả nào xả xả. Ờ. Có qua chạy có chạy xả hốc rồi này kia qua chạy về tới chỗ dầm sáng Kỳ Dương. Chạy về ông trời ông nhiễu mấy hột mưa cái xe cộ luôn, ngừng lại ầm 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 nữa để nó mặc đồ vô ông tư. Cái ông trời ông thấy chắc có thương tôi nó là sao. Nghỉ mưa. Mới nhiễu mấy hột báo mưa ầm ầm. Rầm rầm mấy hột à. Dạ. Phải đừng mở mưa là mưa luôn. Ờ đừng mở mưa luôn. Còn chị Lan ổng mưa nổi nước. Nghe là cũng được ông ơi. Trời ơi chắc vài bữa nó tới mình. Bây giờ mỗi lần con xuống đây ban ngày mũi không cắn, tối không cắn, bây giờ cắn đập không kịp. Có rơi mưa xuống là mũi nở. Dạ. Ngốc. Ủa con nghe năm mới ngày qua này có ca trắng cắn mới hay không tụi? Có, cắn như đây, trên con đó. À. Đường dưới mỏ con két dưới đường dưới này nè. Vấn gì cắn tụi? Không biết. Thôi. Cũng nhẹ. Hoạt tượng nữa. Trong hoạt tượng rồi xuống tư thì ok rồi. Đỡ với hai hết. Qua em với anh mày nghiêm thuốc bữa nay bớt nhiều. Ngày hôm qua xuống thiểu não 6-7 ngày rồi không có miếng thuốc gì nữa. Chở đi vòng vòng không gặp thầy nào. Ủa vậy là có đi bệnh viện rồi không được? Chưa. Ủa, phải vô bệnh viện làm gì nó cho về. Chưa đi bệnh viện sao mà chịu nổi ta? Đưa thầy nhờ nó nhẹ nó tới 5 loại luôn đó. Dạ. Ông điên chắc. Dạ điên sáng. Có vậy hả? Vậy là có người chị do dùm rồi hả? Ừ. Vậy nhưng mà không hết. Nó còn sưng. À vậy. Như bầm hết trơn bắt đầu luôn lên tới này luôn. Ồ giờ thuốc yếu. Ừ. Đi dần nó làm cho độc tố không giết được cái người đó mà nó vẫn còn yếu. Ừ. Nó không lấy ra được ha. Bầm hết trơn. Sao mà ở đây đó ở đây mà không biết ông Tư ta? Anh bệnh rồi chạy sản. Mình đăng quá chừng nhiều liếc luôn mà không biết ông Tư ta. Biết chứ sao không mở đùng hai tròn đi. Nước mà nó hạn hán như năm nay rồi các nơi ta thiếu nước gì không? Không có con hạn hán lạ lùng. Hồi xưa đâu có. Dạ. Bởi con nhớ trong giảng Phật cũng có nói trời giống gió sái mùa sái tiết nắng cùng mưa đã khác xưa rồi. Dạ. Ông nói trước mà. Chứ đó giờ đâu có vụ mà nắng hạn như năm nay không tôi? Không có đó. Đó, bất thường. Nắng lửa mưa dầu. Dạ. Đất nước chân từ rồi. Bữa con đi quay khởi công cây cầu ở Kiên Giang á. Đi qua mấy cánh đồng đất nước hàng kẻ nào kẻ nấy bằng cùng tay cùng tay. Có trên miền đó thầy bác đi săn đáy địa nước kẻ và lớn. Ôi bự gì luôn không tôi? Ừ. Ở tao đốt đồng rồi tao đứng đón rùa với địa. Dạ. Cỏ nó mọc. Cỏ sông trần nó mọc ngang lưng quần. Đón nó cháy nổ lớp bóp lọc bọc. Tôi nghe cho ụt ịch. Tôi tự vụ gì vậy đó. Chuyện đi vòng vòng bờ địa coi thấy tròn đèn nè.
Anh ăn anh chạy đường xịn không, ù người ta bắt cá rô lớn lớn chở cẩm xuồng ở dưới mấy cái đìa đó không? Dưới đìa nước nó cạn rồi nó lấp ột ột chứ. Ừ, được đâu mười mấy con cá rê vàng bắp chuối với chuối mình. Mà cá lóc không có hả? Được mười mấy con cá lóc nữa. Con nào hôm nay 2 ký, 2 ký mấy không? 3 ký cá lóc. Bắt cá lóc ơn không là biết. Tao với anh hai mày bắt mà hồi đó đâu có gì để bắt, để vô bao giác ra chuồng. Rộng rồi, rộng vô nước cái khẩm chuồng rồi thôi gì à. Cá rô con nào nấy ở trong bụng nó có cục xịn lớn nè. Nó ăn xịn không? Ăn xịn thì trong bụng anh cục xịn cứng ngắt à. Dạ. Cho nó cũng có tới con cá nó còn khô. Dạ mà nó sống lâu không thưa? Ừ, nó sống với xịn, nó ăn xịn nó ngớp á. Xịn vô nhiêu nuốt mẹ nó luôn, nó đâu nhả ra đâu. Con nào nấy về bán cho người ta ăn, tàu cá rô con nào nấy chưa từng thấy. Biết nói chuyện 3 con, 4 con ký. Mấy cá rô nó gì mà nó ăn ngon. Thịt nó ngọt. Nó cứng, còn cá rô muốn ngon á, rơi mưa xuống nước lên á. Nước mà vừa chụp đồng á. Là lúc đó cá rô nửa ký mày tưởng cá rô non không giải anh xanh dờn mình sụm mà. Mà anh uống được. Lúc đó cá rô mới ngon. Rơi mưa cái anh đẻ, anh lóc lên khô anh đẻ rồi nó ốm lắm. Thời gian 2-3 tháng sau anh mập lại rồi lúc đó cá đặt cá rô non nữa. Mà 2-3 con ký đặt cá rô non giải xanh dờn. Thâu mổ bụng ấy rồi này kia chặt múng ngang mang đó để nguyên dãy di chiên chiên xuồng cái kia nó trời ơi ông nội ăn mắc cổ chết không ăn cá nghe nói biết liền chiên rồi mày ăn coi khi chiên vàng cái dãy giòn đụm hả tới chừng ăn được là lột cái dãy ăn không hả lột dãy ăn béo nữa giòn thơm mà béo nữa. Cũng như nguyên cái mâm nhậu hôm đó cũng chiên nguyên cá dề dinh ra để dãy á. Chiên ra mà cái tính đó tính vẽ cái da ăn không à. Cái thằng kế bên nó chiên ra đem ra đó là ăn vàng hồi nóng chảy màu cam. Đó chỉ là ở da làm gì nó chảy màu cam gấp nữa. Gấp đâu ba không đũa thì kia nó thả gu gan lỗ mũi chảy màu cam nữa, chảy màu cam. Cái gì anh chiên xù hội đồng rồi đó đây hội đồng xã Vĩnh Trung hợp pháp mất chức cũng là do ăn uống không ăn cặp trứng cá bông cá bông trên tầm bằng là tròn cá bông 9-10 ký gì đó mấy nướng trùi rồi vẽ để trên mâm xung quanh hương chức hội đồng rồi không à anh cừ phà cái anh gấp cái trứng anh để một chén anh quất 2-3 miếng hết cái trứng anh giáo giác mấy anh kia cũng đâu dám gấp để coi rồi anh nói là anh gấp cái trứng nữa ăn rồi xong chua mũi tiệc nó không biết đề nghị trong mâm rượu nữa cắt chứ thì con cá là trứng ngon nhất mà anh ăn mình anh đừng nói ăn hối lộ gì cái thực phẩm ăn đây mà anh còn tham ăn vậy đó tiền bạc mà đưa cho anh đấu chia cho nào em không có nhường nhịn nữa chứ không biết nhường nhịn cũng có cắt chứ con thấy bởi cái miếng ăn đặt cái miếng ăn là miếng tồi tàn đó mất một miếng là lộn gan lên đầu mấy thằng ăn không được nó sôi gan tới óc rồi nóng bắt lộn bởi vì người xưa người ta có nói đó ông Tư ăn coi mâm ngồi coi hướng đó ông Tư ở nhiều anh đó ông nội nhắc cái vụ ăn cặp trứng cá bông mà mất chiếc hội đồng có cái miếng ăn mà mất chiếc lột áo mở tại chỗ luôn chưa ăn có nồi ngồi có hướng ăn có nồi ăn coi nồi tức là mình coi đồ rồi ăn trong nồi còn nhiều ít ăn có nồi ngồi có hướng mình ngồi mình phải ngồi lựa cái hướng nào có cạc rủi với mình để ông già ngồi lấn với ông già đó mày ăn hết ông già thấy gì ăn ông mới, già ông sợ xương mới gấp con đũa mà nó gấp 3-4 đũa
lúa bánh nữa. Ta ăn rổ chén không kêu khua, ảnh khua lóc cóc lên can lại. Người xưa đó, người ta có nhiều câu nói hay. Ông Tư hồi đó, cái thời của ông Tư với ông Cồ là còn có cái vấn đề về phân biệt cái giai cấp giữa người dâu mà khi mà ăn cơm mà phải xuống cái nhà sau ăn không Tư, không cho ăn chung với lại những cái người lớn ở bên trên đó không Tư? Không có, dâu con thì ăn sau hoặc còn ăn riêng. À. Hồi xưa mấy ông già nho thì có nói, chứ còn bình thường sau này chạy đi đồng rồi mẹ giặt đuổi bên lưng mẹ ở ăn riêng cho chết con ra thôi. Dạ. Cũng dọn ra mạnh nào nó lua lua riết no, nhiều khi đương ăn vậy bỏ mâm chén chạy trốn thấy bà nội. Cái đó là bên thời còn thời mấy ông nho giáo gì đồ đó. Ừ, Pháp nó bắn xuống dưới xuống trên này đồ ngựa ăn gì kịp. Chạy thấy bà luôn. Cấp đó hết coi nồi rồi, không có ngồi coi hướng gì nữa đây. Ngồi coi gì mạnh nào nó chạy hết coi nồi. Nhiều khi vừa chạy mà vừa ăn nữa mà. Cùng khô. Hủ bà lớn lớn nè, ngào cơm khô, ngào đường. Vô sóc này con lấy cá rồi này kia đổ đường về cứ ăn có bữa nào dư cái phơi. Yeah. Phơi khô rồi cái ngào đường vô hủ gì nè, chạy giặt thành thằng hủ. Cái câu nói mà ăn con nồi ngồi con hướng là ngày xưa mấy ông già bà xưa người ta nói là dạy con cháu không Tư? Ừ, nguyên tắc là của người Việt mình đó. Dạ, dạy con cháu. Đương ông già bà già ngồi đó mày trẻ khô mà chen vô đó mày ngồi thì thấy ông già bà già ăn ít á. Hay dọn mâm riêng thấy ông già bà già ăn gan lòng đồ ngon đồ uống nữa bỏ mâm đây qua bệnh. Yeah. Nó nhắm hướng đồ ngon nó mới tới. Con nói là để dạy con cháu. Dạ vui. Mà vô ngay chúng ngay chỗ nhậu mà vô ngồi chung với ông bà mình lát như anh em luôn. Ừ. Đây nè thằng cậu thằng ruột này nè. Có nữa không Từ? Kéo lưới trên lô á, đụng ảnh quất cá bông được chừng 4 kg, có bụng cá bông nó nuốt nguyên chuột cống vô đúng. Thôi thôi. Chà bá đụng ảnh nướng sơ sơ cái ảnh vô ảnh vẽ cá ra cái ảnh lắc ngang bộ ruột với cái bộ hầu này ảnh để ảnh chén này. Ảnh ăn bộ ruột ảnh nhai bị nguyên con chuột cống đúng, ảnh nhai lát lông chuột cống hai bên đây nè. Thôi ơi. Phụ ảnh đổ ra tụi tao bỏ mâm đi ra. Ảnh nhai gì đứt. Dạ. Dùng cái ruột cá nướng ngoài nó chín cái ruột nó còn con chuột ở trong sao chín. Cũng mỗi chuột mình ăn mình nhai sao đứt. Con mèo mà nó còn cắn răng quá bên nó nghiêng nó cắn kẹt kẹt cả buổi trời mới đứt mà cắn miếng nhỏ nhỏ mà ảnh quất nguyên cái bao tử mà. Rồi ảnh luôn. Phụ ngựa lát ảnh đứng ra ngoài ảnh phun bỏ ảnh nhai gì nổi phun ra mới thấy con chuột. Ảnh phun bao tử cá với con chuột đóng. Đồ cố ăn. Ủa lúc ông cắn vô con chuột bự gì mà không thấy ta? Ở trong bao tử sao con thấy? À. Đúng ra ta cắn miếng ta thấy vậy chứ bao tử cá đâu có bự là cũng to mà. Tay mình vậy nè. Có bao tử theo một thằng yếu yếu ăn không hết. Vì anh thấy anh nói bao tử mập hay gì đó. Dòng kia biết ăn cá lớn mà gặp. Hồi đó kéo gió gạt rồi con xuống con muốn ăn cá nào thì con bắt cá đó. Nó cho một bữa ăn vậy đó, còn một người mình đầu người là ăn con. Dạ. Cũng như ba đứa mình mà lựa ba ăn cá 30 kg làm sao ăn hết. Một con một ăn loại bông bóng mẹ rồi còn hai con phơi khô mận gì đó bán lại cho người ta. Ừ. Cái lực con bắt, mày bắt cá linh cũng con à. Mà mình ngu gì bắt cá linh. Bắt cá bự nhá. Ừ, cá lóc cũng không bự nữa. Ít có cá lóc ký ngoài lắm. Cá lóc nó đâu có theo nước chảy nó đi đâu. Có cá bông rồi nó theo nước, mùa nước nó ra. Theo như ông Tư thì giữa con cá lóc với cá bông con nào ngon hơn Tư? Con cá bông nó ngon thịt hơn. Cá bông con nhúng giấm này kia ngon hơn cá lóc. Yeah. Nướng chui cũng ngon hơn, thịt nó ngọt hơn. Yeah. Nó bở hơn thịt cá lóc. Còn cá bông nấu cháo thì nó thua con cá lóc bự. Dạ. Hai con 2 kg vậy con nấu cá lóc ngon hơn cá bông 1 kg. Còn cá dày nó, cá dày thì nó cũng không bằng. Cá dày nướng chui là ngon nhất. Dạ. Sao mà cá dày được nửa ký rồi này kia dài 300 g 1 kg thôi, đời nào tao bán. Anh không biết con đó không? Mỏ nhộn quắc à, bông bông nó bông.
mà anh đẻ con anh dắt như vậy có bông, con anh còn nhỏ lõi như son tàu, anh táp thanh lắm, mình ngồi đây anh táp ngoài tiệm mấy con nghe bóc bóc bị mỏ anh nhọn đó, táp nghe thanh. Đồng đàm này mấy năm trước nó chưa đặt cái cốc gì bơm nước rồi, quên bơm nước vô ra cái dài dường như là cánh Hà Tiên rồi dài mà mới có đi trong nhiều khu vực của mình chỗ này nhưng không có hay sao. Và nội đồng đàm rồi đó nó bắt bao nước khô đồng đàm này nhiều dữ lắm. Cái sao con thấy là con đi hoài mà con không thấy, bây giờ chắc hết hay sao á? Không hết, văn câu nó đâu dính nữa. Ngoài trừ ra con đặt lợp rồi thì cái dính bằng cái dây nó khôn hơn cá lóc cá bông đó. Cái con mồi mình nó nghi ngờ là nó không ăn đâu không được. Không ăn đâu, cầm câu cũng đời nào dính hết đâu. Chỉ có lợp lưới rồi mình kêu qua mai dính cầm câu dính. Vậy mà mình cấm câu con rùa đếm cho mà nó ăn đó không được. Ăn rùa đếm gặp nhái mà cũng ngu cũng ăn hết rồi. Ờ cái rùa đếm ăn tạp lắm. Cái rùa cái tre mà cá dồ theo được chừng 2 kg 3 kg phải không? Dạ. Mình nói từ 3 kg đổ xuống chứ còn không lớn nữa. Bụng ảnh trồng lụi ảnh cục mỉnh ảnh sao đích ảnh có cái nút ruồi đang tôi đó. Ở mang ngành. Trên này trên đó ngành có 2 cái đếm. Ta đặt cá dồ đếm. Cái loại đó nó ăn tạp ấy. Mà thịt nó ngon nha. Ngon, ngon hơn cá tra. Cá dồ đếm mà ta thấy nó chua với làm lỏng mắm. Đó. Ừ, nhắc còn tới đói bụng tới nhắc người ta đói bụng. Cái vụ đếm mà mấy ông nhậu rồi là mấy ông thái ra là làm lẩu mắm chưa? Lẩu mắm tàu khoai nướng. Nướng rửa sạch rồi chặt ngạnh rồi cái nướng lửa than. Nướng chảy mỡ hết trơn rồi anh Tư. Vậy mà nó thôi. Dạ. Nó là mỡ bụng dữ dằn lắm. Mỡ dữ lắm. Nó cái bụng là nó béo nhất. Nút cái tướng hình thấy thèm. Thôi mà chẳng thà ăn cá, ăn mấy cá sông đi lang bang thì ăn nó còn ngon chứ còn cá nuôi hầm mà thua. Nuôi hầm thì không dám ăn luôn, gặp cái bụng nó cũng sợ, nó vàng quá vàng. Nhiều người ta mới cá nuôi bè nó không ăn, ta lựa cá bạc cầu á. Bạc cầu như ngày xưa vậy đó mới ăn. Kỳ á. Ông anh chú bắt ruột tên là cá tra mà cái mỏ này không vàng là không mua. Không mua đó. Vì nó đỡ thân mình nó riết nó đóng vàng nín mỏ. Mỡ nó cũng vàng luôn ông Tư. Vàng hết. Dạ. Cái giống hả? Nước nấu ra cái mùi thơm chắc nhiều hơn ha. Tao gốm nhiều đó tao không ăn với cá sát. Cá sát con kho rồi con sát về lát gừng để trong rồi con đi ảnh ấy ra rồi ảnh quần lại đi răng cục hơn. Đúng rồi, ở ngoài con kìa cái thằng đó nó đi ra ngoài nó mua con cá tra mà nó mày, về. Mày nó... ăn nó hình hỉnh nó không chưa nó nhậu. Cái bà đó bán nguyên cái thao cá tra gì đó. Cái hỏi cô cái cá này có bắt cầu không? Bà là không. Cái hô gì bắt cầu cũng không mua. Cái nó bỏ nó đi cái là chú cá này bắt cầu chú ơi. Bà kêu lía lại trơn. Mới đầu tính là nói dốc đặng cho này nó mua. Nó không ăn cá bắt cầu. Giật hồi bỏ đi bà kêu lại cá này bắt cầu chú ơi. Mà đi luôn. Đi luôn. Mà ra sợ cá bắt cầu. Thôi năm đó tao ông anh bạn đi mua cá xào nó giống thịt cá rô biển mà tới 3 kg rưỡi rồi. Dạ. Yeah. Cá rô biển còn bự dữ tàu. Đi tới đi lô kiếm không có cá gì nhậu được, đi mua. Đầu tiên xử bàn hàng cũng hai anh em về tới nhà nhậu mà còn kể cừ. Chữ dùng đồ đĩ bàn hàng đĩ không. Đồ ngựa nó mình về mình lại mua cá nó nói mình xào. Cá xạo anh thôi. Cá xạo. Rồi sách mua rồi sỏi mang sách về dọc đường gặp ông già nó bác là con cá biển này con cá gì mà con thấy lạ. Nó tên cá gì quá, con nói cá xạo cháu à. Rồi cười bởi mình về nhà xa ông nó vô nấu chua, nhậu ba bác cháu nhậu hết tay luôn. Rượu quỉnh nằm sẵn sẵn. Còn năm đó tao đi Phú Quốc tao vớt cái đầu cá mó mà lớn rồi tao. Năm. Cá mó không tự? Ừ, cá mó nó xanh dờn, răng nó như răng chó vậy. Ngon à. Vì nó dính lưới hoàng đó, lưới hoàng mặt tới 2 tấc rưỡi lận. Dạ. Mày tính cá đâu nhỏ. Dạ.
rồi lú cái đuôi làm sao lọt cái đuôi cá mập quất. Người dân đi biển cá mập cắn rồi nó kêu cá mập cắn cục nó không bắt đâu, cá bà lớn nó cũng dục bỏ. Ngộ ha. Cái đầu bà lớn mà cá mập cắn đứt ngang vậy, cá mập bự lắm trời. Ừ, cá mập con mấy trăm ký cả tấn. Chê hay nó cắn ngang rồi cái đầu mấy ổng bỏ trôi đình thình không thôi. Thì nó kéo lưới lên dục đầu bỏ, sống đánh tấp vô bờ. Tao đi kiếm cây gậy sơn trà nè, gặp buồn cái đầu cá gì dữ ta. Không biết cá gì vậy, chiếc chiếu xanh xanh đẹp lúc vậy. Chưa xình không tên? Chưa có biết, còn tư xanh nữa. Dạ. Vì chặt còn chảy máu nữa. Chắc mới ăn đó thôi. Ý gì mà sao nó không chìm không tư? Cái bông bông nó bự, chào á. Dạ. Bông bông nổi cái đầu lên rồi sóng biển đưa ảnh văng lên bờ luôn. Dạ. Tao đi cặp cặp mấy biển mới gặp bụng cá gì dữ cả. Vớt rồi lên bứt sợi dây xỏ mang sách. Không sợ hả ông Tư? Cá đó mình sợ mình đâu biết mình ăn được không, mà ông Tư dám đem về đó. Đồ cá đâu có sợ độc, ngộ độc đâu con. Có chỉ con sứa thôi nó độc thôi. À. Cá nó đâu có độc. Rồi giờ vô nhà ông già tính mượn cái nồi đang nấu, ông ra ông dòm nó trời đâu được đã như vậy. Mới lượm, ở đâu lượm. Ai biết đâu ngoài biển trâu vô. Ông mới nói vậy mình mới biết. Nói lượm ăn giật mình vậy. Ừ. Cái đầu tôi chừng 3 kg vô 4 thằng ăn không muốn hết đầu cá. Yeah. Cái da nó dày hơn cái da heo mình đó. Ồ, cá nó quá già. Ừ. Răng khóa nó bự hơn răng khóa chó mà ngón tay mình mà ngu, năm đó ngu không lấy răng khóa đeo làm nanh heo. Yeah. Đạn bắn không trúng. Ý, không trúng răng khóa. Trúng mình mà.